Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Mỹ và châu Âu đang trải qua những ngày mùa đông nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, tuyết rơi dày chưa từng có, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng chục triệu người. Tại Nga, tuyết dày đã chôn vùi nhiều con đường ở thủ đô Moscow, làm gián đoạn hoạt động giao thông. Hàng loạt chuyến bay bị tạm hoãn hoặc hủy bỏ khi nhiệt độ xuống âm 15 độ C. Theo ghi nhận, lượng tuyết rơi lên tới 56 cm, phá kỷ lục trước đó vào năm 1973. Khoảng 60.000 người đã được huy động tham gia dọn dẹp đường phố. Trong khi đó, nước Anh ghi nhận nhiệt độ lạnh nhất trong vòng 25 năm ở nhiều địa phương, khi nhiệt độ rơi xuống âm 23 độ C. Tại Scotland và nhiều khu vực xứ Wales, Bắc Ireland, các cảnh báo thời tiết màu vàng về tuyết và băng đã được đưa ra. Chuyển sang những tin tức về thị trường nông sản. Thưa quý vị, theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, dịp Tết Nguyên đán trong bối cảnh bình thường mới, nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai để phòng chống dịch COVID-19. Nhân dân cả nước đã đón Tết trong không khí sum vầy, vui tươi và an toàn. Thị trường hàng hóa Tết phong phú và giá cả ổn định. Báo cáo cho biết nhu cầu thực phẩm phục vụ nhân dân trong dịp Tết được cung ứng đầy đủ, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán năm 2021 chỉ tăng từ 3-5% so với tháng thường và tăng 7-10% so với cùng kỳ của Tết năm 2020. Số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho thấy tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng một tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019. Nửa số doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết, mức thưởng bình quân gần bằng một tháng lương, giảm nhẹ so với năm trước. Thưa quý vị, nếu như trong Tết, các loại thực phẩm từ thịt gia súc, gia cầm thường được sử dụng nhiều, thì sau Tết, các loại cá hay mặt hàng thủy sản ở tỉnh Cà Mau thường được ưa chuộng và sức tiêu thụ cũng mạnh hơn. Cùng với niềm vui trúng mùa thì giá cả các loại thủy sản trên địa bàn huyện Ngọc Hiển những ngày qua tăng từ 10 đến 20.000 đồng một kg. Trung bình mỗi ngày các phương tiện đánh bắt từ 1 đến 3 tạ tôm, cá các loại. Giá cua thương phẩm trong những ngày qua cũng tăng cao. Tại các huyện Cái Nước, Đầm Rơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, giá cua gạch dao động từ 650 đến 700.000 đồng một kg. Cua yếm có giá từ 400 đến 450.000 đồng một kg. Các loại khác cũng tăng từ 30 đến 120.000 đồng một kg so với trước Tết. Trong bối cảnh dịch thì trái cây, hải sản nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản hay là Hàn Quốc về Việt Nam khá khó khăn do giá vận chuyển bị đẩy lên tới 1,5 lần so với trước kia, kéo giá bán cũng tăng vọt, nhưng chúng vẫn được nhóm người tiêu dùng thu nhập cao săn đón. Giá một số trái cây như nho mẫu đơn Nhật nguyên chùm gần 3 triệu đồng một kg, táo mật vàng Nhật gần 1,7 triệu đồng một kg, táo sữa Đài Loan 750.000 đồng một kg. Dâu Hàn Quốc 700.000 đồng 1 kg, cherry Chile 500.000 đồng 1 kg, nho sành Úc 300.000 đồng 1 kg. Đối với thủy sản, giá một số mặt hàng như cua hoàng đế Alaska từ 1,8 đến 1,9 triệu đồng 1 kg, tôm hùm Alaska loại 1 đến 3 kg giá 1,2 triệu đồng 1 kg, cá tuyết than gần 1 triệu đồng mỗi kg, cá hồi đỏ giá trên 720.000 đồng 1 kg. Thời điểm này, nông dân tỉnh Cà Mau đã bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân. Bà con cho biết là năm nay thời tiết thuận lợi và giá lúa cao nên nông dân vừa trúng mùa vừa được giá. Hiện tại, các loại giống lúa thơm như ST24, Đài Thơm 8 có giá từ 6.600 đến 6.800 đồng 1 kg. Còn lại các giống lúa khác đều có giá trên 6.000 đồng 1 kg, tăng từ 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg so với những năm trước nên nông dân rất phấn khởi. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh Cà Mau xuống giống được hơn 35.000 ha lúa đông xuân. Đến nay, nông dân đã thu hoạch được hơn 2.000 ha, năng suất bình quân từ 5,5 đến 6 tấn một ha. Dự kiến đến cuối tháng Giêng và đầu tháng 2 âm lịch, nông dân tỉnh này sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Tin vui ngày đầu xuân, hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 500 đến 505 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 9 năm qua, kể từ tháng 12 của năm 2011. Thị trường gạo khu vực châu Á đã bắt đầu nóng trở lại khi hàng loạt khách hàng tiềm năng như Trung Quốc, Bangladesh, Philippines đang ráo riết mua vào. Trong khi đó, dự báo lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2021 sẽ vẫn thấp do gặp nhiều trở ngại về giá, tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho gạo Việt. Bên cạnh đó, một số chuyên gia còn cho rằng giá gạo Việt xuất khẩu ở mức cao do phần lớn các loại gạo có chất lượng tốt, thơm ngon hơn trước. Đặc biệt, việc gạo thơm ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới cũng góp phần tăng giá trị cho hạt gạo Việt Nam.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh trong bản tin thời sự vào tối qua, thành phố Hải Phòng đã tạm ngừng cho lưu thông hàng hóa nông sản của tỉnh Hải Dương vào địa bàn do lo ngại dịch COVID-19. Điều này không những ảnh hưởng đến việc ùn ứ nông sản tại Hải Dương mà giá cả nông sản tại các chợ trên địa bàn Hải Phòng cũng tăng cao dù rằng sức mua những ngày này có giảm. Theo các tiểu thương chợ đầu mối tại thành phố Hải Phòng, nếu như trước đây 1 kg hành chỉ nhập 6.000 đồng 1 kg thì nay là 15.000 đồng. Cà rốt trước đây từ 4 đến 5.000 đồng 1 kg thì nay lên tới 9.000 đồng. Nguyên nhân là do trước đây khoảng 50% hàng nông sản như rau quả tại một số chợ đầu mối của Hải Phòng được từ Hải Dương chuyển lên, thì nay các thương lái Hải Phòng phải nhập hàng từ các tỉnh khác chưa có dịch như Hưng Yên, Thái Bình. Do chi phí vận chuyển tăng khiến giá cũng tăng lên gấp rưỡi, thậm chí có loại tăng gấp đôi. Quý vị và các bạn, chúng ta cùng hy vọng là các địa phương sẽ cùng nhau vào cuộc để hỗ trợ nông dân Hải Dương và người dân nói chung lúc này, bởi dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Nếu dịch bệnh ở Hải Dương được kiểm soát tốt, đời sống của người nông dân sẽ sớm được ổn định trở lại và chắc chắn là họ sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp, trụ đỡ của nền kinh tế cả nước ngay trong những thời kỳ khó khăn nhất. Thưa quý vị, không chỉ nông sản xuất khẩu mà ngay cả nông sản tiêu thụ nội địa của Hải Dương cũng đang gặp khó vì dịch bệnh. Do thực hiện cách ly xã hội nên việc tiêu thụ gà đồi Chí Linh lại đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt trong 2 ngày nay, nhiều thương lái và doanh nghiệp đã không thể đến được địa bàn thành phố Chí Linh để thu mua gà. Theo một số thương lái chuyên thu gom gà đồi từ các trang trại trên địa bàn thành phố Chí Linh, qua 2 ngày tỉnh Hải Dương thực hiện cách ly xã hội, đã có 9 xe với khoảng 15 tấn gà chuyển đi các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Điện Biên và thành phố Hà Nội. Trong khi di chuyển ra khỏi địa bàn, đã không qua được các chốt kiểm dịch của Hải Dương và các tỉnh tiếp giáp. Hiệp hội chăn nuôi chế biến và tiêu thụ gà đồi Chí Linh cũng cho biết, trước đó một số thương lái trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận cũng đã đặt lịch sang thu mua gà đồi, nhưng đều báo lại là không thể lưu thông qua các chốt, trạm, kiểm soát dịch bệnh của các địa phương. Thống kê toàn thành phố Chí Linh hiện còn gần 800.000 con gà đồi đã đến kỳ xuất bán. Nếu không thể xuất chuồng, chi phí thức ăn, thuốc thú y sẽ tiếp tục đội lên, người nuôi sẽ thua lỗ nặng. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, một tin vui từ biển, những ngày đầu năm mới Tết Tân Sửu, nhiều ghe thuyền của ngư dân Khánh Hòa trúng đậm ruốc, tên gọi khác là moi hay là tép biển, bà con ngư dân rất phấn khởi xem như là lộc biển đầu năm. Tại cảng cá Vĩnh Trường, Nha Trang, các ghe thuyền tấp nập cập bến để áp ruốc, thương lái tất bật thu mua, phân loại, đóng lên xe đông lạnh để đưa đi tiêu thụ. Đầu năm giá bán nhích lên mức 20.000 đồng 1 kg so với trước Tết, chỉ trên dưới 18.000 đồng 1 kg. Bình quân, mỗi ghe thuyền đánh bắt được khoảng gần 2 tạ ruốc, nên với giá bán trên, ngư dân kiếm 4 triệu chỉ sau một đêm. Bà con rất phấn khởi, ruốc biển ngoài phơi khô để xuất khẩu, còn được các cơ sở thu mua để làm mắm ruốc truyền thống.